Hello, chào các bạn. Hôm nay mình tranh thủ đi câu. Bây giờ cũng tầm 4-5 giờ gì à. Mình tranh thủ đi câu kiếm vàng ké ăn nha các bạn. Nhưng có một điều là hôm nay nếu mà dính ké thì mình sẽ không bắt nha các bạn. Mình sẽ chỉ chủ yếu là câu cá trình thôi nha các bạn. Còn ké các loại cá khác thì mình sẽ thẻ lại hết. Nếu mà có dính thì mình thẻ lại hết. Chủ yếu là bắt cá trình thôi. Kiểu là hôm nay mình đi săn cá trình. Giờ mình quay cho các bạn xem cái bãi câu nha các bạn. Nó mới ăn rồi thấy mình tới mì nó sợ nó hết ăn rồi bè. Mấy cái này khôn thấy kìa, mày rè ní. Giữa con lên thay mồi các bạn. Hôm nay mình câu mồi trùng á các bạn. Chủ yếu là câu mồi trùng không, nước chảy quá. Ké các bạn, ké các bạn, ké các bạn.
và sảy rồi. Wow. Cái thịt bự mình sảy rồi các bạn à. Đóng đồ binh nó kêu đẹp luôn mà sảy các bạn à. Các bạn nó ăn bấy mồ luôn mà do mình quặng tu binh lỏng quá nên đóng nó sảy rồi. Cái bự cho không biết cái gì mấy cái trình hay không nó mà đóng nặng hết mày sảy rồi cho mình bằng cái tu bin nó lỏng quá đóng rồi nó không chặt quay vô không nó sảy luôn. Mình mới giật cần tay lên được con cá này các bạn, cá trắng các bạn à. Giờ mình thẻ đó nha, mai chủ yếu là mình đi săn cá trình, mấy con cá trắng này mình thẻ hết. Rồi tiếp tục chờ đợi nha các bạn. Cái trắng đó nha các bạn. Các bạn dính luôn cái trắng nè. Giờ mình thẻ nó luôn các bạn. Mày mình chủ yếu săn cái trình nè, thẻ cái này luôn. Rồi tiếp tục chờ đợi nha các bạn. Còn này ké mới ăn kìa. Cái nhỏ ăn phế mồi các bạn. Còn này ké rỉa xong mới bỏ cái mồi nha các bạn, nó không ăn nữa. Rồi anh kéo lên mình thử thay mồi cho nó nha. Cái nhỏ rỉa lồi lử xong nó bỏ nha các bạn. Cái nhỏ nó hay phé mồi lắm. Đây còn một xanh mới ăn các bạn ạ. Còn một xanh mới ăn. Mình mới giật được con cái chốt nè các bạn. Không biết các bạn thấy không, trời tối quá à. Cái chốt nè các bạn. Giờ mình thẻ nó luôn nha.
một cái thắt lát nha các bạn. Rồi mình thẻ luôn nha các bạn. Nay mình chủ yếu đi săn chắc trình. Trời ơi. Thấy rồi các bạn à, nó lôi xịt mạnh luôn. Wow. Lát lát này nha các bạn. Giờ mình thẻ luôn nha. Wow. Một cái chèm thiệt bự luôn các bạn ơi. Bạn xem nè, wow, cái chèm thiệt bự luôn, mình mới giật lên được nè. Không biết các bạn có thấy không, trời tối quá. Đó, trời ơi, cái chèm thiệt bự luôn, các bạn cầm tay mình đó. À, các bạn. Để mình gửi nó đây cho các bạn xem nha. Này các bạn, cái chèm thiệt bự luôn. Này các bạn. Giờ mình thẻ luôn luôn nha các bạn. Cái ăn nha các bạn. Wow, cái đồ phi các bạn à. Cái đồ phi bằng bằng tay mình luôn nè. Đó, các bạn nhìn thấy không biết. Để mình gửi ra các bạn xem nha. Cái đồ phi nè các bạn.
cái rô phi này các bạn. Giờ thẻ luôn nha các bạn. Đi cho mày. Cái rất lớn nha các bạn. Bạn thấy không biết? Có thui rồi. Bạn cái rất lớn nha các bạn. Để mình gỡ ra các bạn xem nha. Ok các bạn. Giờ thẻ nó luôn nha các bạn. Đi cho mày. Đi cho mày. Giờ mình sửa dọn đồ về nha các bạn. Nãy giờ ngồi lâu rồi mà kế hết ăn rồi. Bữa nay đi câu cái trình mà coi như là thất bại. Tại giờ câu không có cái trình. Thôi nếu mà mai mình đi câu nữa có những cái trình mình quay các bạn xem nha. Còn video clip hôm nay mình xin dừng ở đây chứ nãy giờ mình ngồi lâu không à. Giờ là cũng 7 giờ tối mà kế hết ăn rồi. Rồi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp bạn ở những video sau nha. Bye bye.